cao luôn, số này về rất là nhiều, trầm V3 mã 7725 mã rất nhiều, đang về rất là mệt ạ, kho nhà em rất là nhiều đủ các loại. Vâng, chú có nhận chưa thanh toán là được, đến sau đấy thì là xong là cháu hướng dẫn cho chú. Thưa bác, cái bao đặt hàng nhé, bên em về hôm nay là 50 cục, rất là nhiều đấy ạ. Có 30 cục không? Nhân viên rất là chịu khó. Tôi cứ để dưới cho một tí ở trên cao kia kênh. Vâng, bên em này về rất nhiều hàng các anh nhá. Đây bên bà vẫn xếp mãi chưa hết đây này. Đây cũng sắp hết rồi đấy ạ, còn mấy cục nữa thôi. Thở đấy. Đã xuống hết một lô chấm B3 717. Đây nha các bác nhá, hàng Trung Quốc lại nhà máy luôn ạ. Nguyên đai nguyên kiện cho các bác. Cùng 30 thùng thôi. Vâng, đây là kho của Zika Audio âm thanh số. Vâng, sau khi bên em đã nhập một lô hàng B3 nhà máy Trung ương Trung Quốc về và đang xếp ở kho. Và đây là bên em đã lấy ra một cục để test, đưa vào phòng kỹ thuật test xem cái chất âm nó có ổn hay không. Nếu ổn thì bên em bắt đầu mới tung ra cho các bác khách hàng chọn lựa. Và hôm nay bề hàng cũng rất là mệt ạ. Vâng, thì đã xuất B3 này, gân chỉ đỏ này, bát 30 mặt trước này, 717-25 mã. Vâng, đây là cái thông số mà về cái xuất điện là B3 gân chỉ đỏ bên em đang sở hữu. Bên em đang làm mưa làm gió, đang tạo hiệu được hiệu ứng về cái sản phẩm B3 này vì là chất lượng rất là tốt và thị trường đánh giá rất là cao ạ. Chất âm hàng chuẩn của Trung ương thì các bác nghe sẽ phát hiện ra ngay. Rất là gọn, uy lực và đầy mạnh mẽ, mang trong mình cả một cái bộ óc sáng tạo của những nhà kỹ sư. Vâng, đây phía bên trong đây ạ, đây mặt trước nhá, mặt trước này ẩn trong hai đai căng này là một cái bát 30 gân chỉ đỏ này đấy ạ. Vâng, nghe rất là đã tai, rất là sướng ạ, mang cho mình một sức sống gọi là mãnh liệt, rất là khỏe khoắn. Quay đằng sau nhé. Đây bên em đang test chất âm rất là ok. Sau khi mà các bác đặt hàng, bên em sẽ dán một cái tem của công ty để bảo hành cho các bác 1 năm, tem vỡ để niêm phong luôn cái sản phẩm này đấy ạ. Vâng, bên em làm ăn rất là uy tín, các bác ở xa rất là tin tưởng, đặt hàng online rất là nhiều, ngày nào bên em cũng gần 10 mấy đơn đó. Đây bên em hết hàng thì bên em lại nhập lô hàng mới về để cho các bác trải nghiệm. Rồi em tắt trầm đi nhá, đấy ạ. Rồi, nghe rất là khô luôn ạ. Vâng, sau đây bên em sẽ bật lên ạ. Đấy, nghe rất là ấm, hỗ trợ thêm trầm thì nghe chất âm ấm hơn, sâu hơn và dễ chịu hơn ạ.
chỉ đỏ bên trong luôn ạ. Vâng, hôm nay bên em nhập một lô mấy chục cục dầm về của các bác nhé. Vâng, các bác chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh YouTube Zika Audio Minh Số ạ. Vâng, Zika Audio Minh Số luôn luôn trân trọng những tình cảm các bác mọi miền Tổ quốc đã dành cho bên Zika suốt thời gian qua. Vâng, các bác muốn đặt hàng, các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên Zika Audio Minh Số thì bên em sẽ nghe và được em tư vấn cho các bác trực tiếp. Và các bác cũng có thể để lại số điện thoại để bên Zika âm thanh số gọi điện lại tư vấn cho các bác chi tiết hơn, làm sao hợp lý nhất với túi tiền của mình bỏ ra đấy ạ. Vâng, để tư vấn làm sao các bác sở hữu được những sản phẩm tốt nhất trên thị trường và với cái tầm tiền mình bỏ ra. Vâng, bên em cũng muốn nhập những hàng tốt, những hàng gọi là tầm tiền, làm sao để đạt hiệu quả cao nhất cho các bác. Vâng, bên em cũng rất là nhiều thiết bị âm thanh đủ tất cả các loại. Vang, đẩy, mic không dây, mic có dây, loa full, loa nằm, tất cả những sản phẩm bên em rất nhiều. Thì em chỉ quay chi tiết từng sản phẩm một thôi ạ. Vâng, sau cùng thì Zika Audio Minh Số chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Vâng, hôm nay em giới thiệu về con B3, bên em nhập lô mới về ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.